Ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mạc Thị Lệ Quyên, 36 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, thành phố Vinh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019, Quyên đã giới thiệu mình đang làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và quen biết lãnh đạo nhiều sở, có thể xin việc làm biên chế tại các bệnh viện, trường học, một số cơ quan, đơn vị khác. Tổng cộng, Quyên đã 20 lần lừa đảo chiếm đoạt của 20 bị hại với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa ít tiền nhất là 60 triệu đồng, người nhiều nhất là 330 triệu đồng. Thủ đoạn mà Quyên thực hiện chung là lên mạng tìm kiếm mẫu văn bản có chữ ký của đơn vị tuyển dụng, tự chèn danh sách người cần xin việc rồi photo đưa cho họ. Sau khi nhận tiền và hết thời gian cam kết, Quyên liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Quyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.